Phú cánh xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh hôm nay và ngày mai mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 34 độ. Và sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía bắc tỉnh Tây Ninh gồm huyện Tân Biên và Tân Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 32 độ, độ ẩm 67%. Khu vực phía nam tỉnh Tây Ninh, gồm huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 33 độ, độ ẩm 68% khu vực phía đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 32 độ, độ ẩm 69%. Khu vực phía tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 34 độ, độ ẩm 69%. Khu vực thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 34 độ, độ ẩm 68%. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Phạm Cỏ Đông là 0,85 đến 0,90 m. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. thưa quý vị nếu bản thân là người yêu thích đến những nơi mang giá trị lịch sử hoặc gợi nhớ về quá khứ thì nhà cổ tây ninh chính là một gợi ý tuyệt vời nơi đây đã tồn tại từ rất lâu tạo nên một vẻ đẹp huyền bí và mang đậm những dấu ấn thời gian tòa lạc tại địa chỉ số 39 đường phan chu trinh khu phố 2 phường 1 thành phố tây ninh ngôi nhà cổ được xây dựng từ năm 1894 đến nay đã gần 130 năm tuổi Hiện ngôi nhà cổ này đang thuộc sự quản lý và chăm sóc của bà Trần Ngọc Sương, người con đời thứ tư được truyền lại trong gia đình. Tính đến hiện nay thì ngôi nhà đã đi cùng 6 thế hệ của gia đình này. Dù có tuổi đời cao, trải qua 4 đời chủ, nhưng ngôi nhà cổ vẫn giữ vẻ nguyên được những giá trị và vẻ đẹp thuở ban đầu. Vào ngày 19 tháng 9 năm 2017, nhà cổ Tây Ninh đã được vinh danh là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh và ngày càng thu hút được sự quan tâm đến tham quan của rất nhiều người. Nhà cổ được xây theo kiểu chữ đinh thời xưa với diện tích khoảng 240m2. Gian giữa là nơi thờ tự tổ tiên và quan đốc phụ sứ, có bàn hương án khám thờ cùng liện đối. Mặt tiền của nhà cổ có thể nhìn thẳng ra núi Bà Đen tuyệt đẹp. Nét độc đáo trong ngôi nhà cổ này là nền nhà được lát bằng gạch tàu hình lục giác, có thêm gác xếp rất rộng rãi. Từng chi tiết của lan can, cầu thang, các vách trong nhà đều được chế khắc vô cùng tinh xảo kỳ công đến độ bạn sẽ chẳng thể nhìn thấy được điều này ở những ngôi nhà cổ khác. Hầu hết các chi tiết trong nhà đều được làm bằng những loại gỗ quý nên cửa chính ra vào cũng không ngoại lệ. Dù đã trải qua hơn 100 năm, nhưng các cánh cửa vẫn còn rất chắc chắn, thậm chí đến các khung gỗ vẫn còn khích lại với nhau. Bên hông nhà có một bức tường phủ đầy rêu phong xanh rì và những dây leo chằng chịch. Nơi này cũng còn lưu giữ rất nhiều những hiện vật có giá trị, từ những món đồ cổ đến những vật dụng hiện đại chỉ xuất hiện trong các gia đình khá giả thời xưa cũng vẫn còn được lưu giữ tại đây. Quý giá nhất trong ngôi nhà cổ này phải kể đến đó là bức tranh chân dung đốc phụ sứ được chụp cách đây gần 140 năm. Hiện tại bức tranh này vẫn còn nguyên vẹn khiến ai nấy chiêm ngưỡng đều phải trầm trồ trước sự thanh lịch uy nghiêm của cụ Nguyễn Văn Kiên. Nhà cổ Tây Ninh là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá những giá trị hoài niệm xưa cũ. Nếu có dịp đến Tây Ninh, hãy ghé thăm ngôi nhà cổ này để chiêm ngưỡng quý vị nha! quý vị thân mến bản tin dự báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt